Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và nếu như bạn nào mà chưa ấn subscribe thì ấn đăng ký và bấm chuông để xem những video mới nhất á. Líu lưỡi. Ok, thôi bỏ qua đi. Và ngày hôm nay thì mình đã hóa thân trở thành một cô già Noel. Bởi vì là trong dịp Giáng sinh này thì ở trên Lazada đang sale rất nhiều những cái mặt hàng, gian hàng chính hãng cũng có này, và mọi người có thể tham khảo ngay một vài những cái gian hàng mình yêu thích để phần mô tả chi tiết phía dưới. Săn sale cực kỳ hot nha, nhớ là trong mùa Giáng sinh này. Và thực ra thì trong video ngày hôm nay mình sẽ unbox một vài sản phẩm mà mình đã đặt ở Lazada rồi. Tuy nhiên bật mí với các bạn, đó chính là những cái sản phẩm mà mình đặt trong cái dịp Giáng sinh ý thì chưa kịp về. Vì vậy là mình sẽ unbox cái khác, nhưng mà mình cũng sẽ khoe với các bạn luôn là mình đã đặt cái gì cái dịp Giáng sinh này. Đây, Fibest là một trong những cái gian hàng chính hãng yêu thích của mình, chuyên bán những đồ thông minh Xiaomi nhỏ xinh với một mức giá rất là mềm. Thì ở đây mình có đặt đèn ngủ thông minh này, rồi là những cái đèn đọc sách và rất là dễ thương, chỉ có khoảng tầm 200.000 thôi. Mình còn đặt luôn cả cái đèn ngủ xong rồi kiểu phun sương tạo độ ẩm nhá. Và rất nhiều những cái bình nước nhỏ nhỏ giữ nhiệt nữa, rất là xinh, nhiều kích cỡ. Có thể là mình sẽ đặt và giveaway cho các bạn trong video tới khi mà hàng về nha mọi người. Đấy, rất là nhiều luôn. Ui, có cả máy rửa tay tự động luôn nhá mọi người. Rồi, mình đặt nhiều lắm. Rồi, bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với sản phẩm ngày hôm nay mình unbox. Đố mọi người biết là gì? Thực ra ấy, các bạn sẽ phải cảm thấy sốc. Bởi vì là... Đây, ta-da! Những cái sản phẩm ngày hôm nay mà mình unbox là mình đã đặt ở trên Lazada rồi. Tuy nhiên là đặt từ hồi tháng 6, tức là cái thời điểm mà mình chưa bị tai nạn. Và rất là tiếc là khi hàng về á, mình bị tai nạn và nằm ở bẹp trên giường một tháng rồi, nên là mình quên hẳn luôn những cái sản phẩm này và chưa unbox. Và đấy chính là một trong những cái gian hàng chính hãng yêu thích của mình trên Lazada luôn. Mua quần áo thì là Giordano ở trên này sale á, mỗi một dịp sale là nó sale áo sơ mi rồi là các kiểu á, rất là kiểu sập sàn luôn, toàn 50% các kiểu. Mình săn được những cái áo rất là rẻ, chỉ có 200-300 nghìn thôi, hoặc là thậm chí là 1 triệu nó giảm xuống chỉ còn 400-500 nghìn. Và bây giờ mình sẽ unbox luôn nhá. Unbox gì đây, là mình cắt bóc. Ui, đóng gói rất là kiểu chắc chắn xịn sò luôn này mọi người này, hàng chính hãng nó phải như thế này chứ, bao bì như thế này. Đã để nửa năm trôi qua và bao bì nó vẫn rất là nguyên mới, nguyên vẹn. Đó, có cả cái xốp nha, ở bên trong luôn. Ui, trời ơi, hóa đơn này, bay cả màu luôn. Xinh không? Và đây chính là một chiếc váy polo màu hồng, size S, rất là xinh. Thực ra thì chủ yếu các bạn xem video của mình ấy, toàn là bạn nam thôi, nên là nếu như các bạn xem mình unbox mấy cái đồ nữ này thì hơi kỳ. Tuy nhiên là các bạn có thể vào ngay, đây không phải là váy, đây áo nha mọi người, áo polo rất là xinh. Thực ra thì các bạn có thể vào ngay gian hàng chính hãng của Giordano để mua áo. Mình cũng rất hay mua áo cho bố này, rồi là em trai ở đây, rất là xinh. Và cho chính mình nữa. Sale quanh năm luôn ấy, mỗi dịp sale là tranh thủ mà vợt. Tại vì chất lượng đồ của Giordano là rất là đẹp, chất mặc thích này, kiểu dáng thì basic. Link về gian hàng chính hãng Giordano trên Lazada mình sẽ để phía dưới luôn nha mọi người. Đấy, lại là một chiếc hóa đơn bay màu tiếp. Rồi, và ở đây thì sẽ là thêm một cái áo bóng rổ của mình luôn, rất là xinh. Màu trắng cam. Trời ơi, đợt đấy mình nghĩ là mình đặt xong rồi mình sẽ mua để mặc đi mùa dịp hè chứ. Nhưng mà mùa hè đã trôi qua và mình quên luôn. Và đây sẽ là một chiếc quần bò. Ui, mình quên luôn là mình đặt cái quần bò này mọi người ạ. Quần bò bè ghi. Xong rồi bo gấu này. Trời ơi, mình quên luôn đấy. Đồ của mình thì toàn size S thôi, toàn size bé. Hình như mình có đặt một cái chân váy zip bò nữa hay sao nhỉ. Ở đây này, trong này mới là váy polo này. Đấy, chuẩn luôn, chân váy zip bò nha mọi người. Cũng là size S luôn. Nhưng mà không biết là nửa năm trôi qua thì mình, khi mà mình đã tăng ký rồi, không biết mặc có vừa không. Ui, rất là xinh, màu rất là xinh này. Và một chiếc váy polo màu tím. Mình đặt màu tím bởi vì trên trên cái đợt mà mình đặt ấy là nó màu tím, tím trendy. Bây giờ thì mình sẽ mặc thử cho các bạn xem nhé. Ok. Và nếu như các bạn quan tâm đến gian hàng Giordano có cả đồ nam, đồ nữ thì hãy tham khảo link mình để một tài chi tiết phía dưới. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu. Biết.